Hello, xin chào tất cả các bạn đến với video tiếp theo của mình. Thì đầu tiên trước khi các bạn xem video này, các bạn hãy ấn nút đăng ký kênh vào kênh Nam Dũng của mình nhé. Mình sẽ để link đăng ký kênh ở phía dưới phần mô tả và phía dưới phần bình luận. Các bạn hãy vào ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh và nút quả chuông để nhận thông báo video mới nhất của mình nha các bạn. Cảm ơn tất cả bạn nha, đã xem nha. Bây giờ mình sẽ vào game Gamut để mình chơi này. Rồi bây giờ mình sẽ thả săn hết ra. Ok, bây giờ mình sẽ sử dụng cái khẩu súng bắn ra cái quả này, quả dưa hấu ấy. Đây này. Đấy thì là cái quả dưa hấu này nó có sát thương đấy các bạn ạ. Ủa, cái gì đấy? Trời ơi, chưa kịp chuẩn bị mà. Ơi, từ từ các bạn ơi. Nó tấn công mình rồi các bạn ạ. Wow, nó bắn ra cái kiểu như là con cá mập kìa. Từ từ, bây giờ mình sẽ bắn ra cái quả dưa hấu này nhá. Đây là súng bắn quả dưa hấu này. Sẽ đốt cháy sàn này hết, nhưng mà không kịp các bạn ạ. Thì là con này khỏe quá. Nó ăn thịt mình rồi. Được rồi, trong trường hợp mà nó muốn đánh nhau với mình ấy thì... Ủa, chưa kịp phản xạ luôn này. Từ từ các bạn ơi, thì là bây giờ mình nghĩ là mình phải tiêu diệt được cái con quỷ hình như nó là con Siren Head, con này con là quỷ đầu đầu búa hay sao ấy, quỷ đầu rìu các bạn ạ. Đây này, nó đây này, đúng rồi, nó là con quỷ đầu rìu các bạn ạ. Mình phải né được cái chiêu của nó cơ. Từ từ bây giờ hai cái con Siren Head nó đang vây hãm mình đây rồi, bắn cho nó. Thì dùng khẩu súng ba bắn cái quả dưa hấu này nhá. Oh my god, cho nó ăn quả dưa hấu luôn này, cho nó ăn dưa hấu cho nó no luôn, thì cho nó đỡ ăn thịt mình. Này mày ăn đi, rồi xong đấy. Cái loại tham ăn này, nó tham ăn cho nên là nó bị ăn thịt rồi, nó bị mình ăn thịt luôn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ phải đi ra để mình tiêu diệt cái con quỷ đầu rìu kia. Đây này chính nó đây anh em này. Wow, nó quỷ đầu rìu đấy các bạn ạ. Con này khỏe lắm, nó bắn ra cái chiêu thức gì, nó bắn ra cái mấy con cá mập ấy, mấy con cá mập huyền thoại. Ok các bạn, mình đã tiêu diệt được một con rồi. Rồi còn cái con mà vừa nó bắn mình, nó con nào ta? Cái con quỷ đầu rìu này nó triệu hồi cá mập cổ đại ấy, kiểu như là cá mập và linh hồn các bạn ạ. Nó bắn ra nó xuyên qua người mình luôn, mình chết luôn, kinh tởm vãi. Được rồi. Ô sao bây giờ mới hiền thế nhỉ? Từ từ anh em, mình không ngờ nó lại hiền nhanh luôn ấy. What the hell, bây giờ mình sẽ tiêu diệt nhá. Ơ nhưng mà vừa lấy cái con mà nó bắn mình đâu nhỉ? Oh my god, rồi xong rồi, mình tưởng nó hiền nhưng nó không phải, nó hiền đâu các bạn ạ, nó ăn thịt mình đấy. À mình phát hiện rồi, đây rồi, mình vừa phát hiện ra rồi. Từ từ bây giờ phải tiêu diệt quả này đã. Oh my god, từ từ sao này nhanh vậy? Vai trưởng ạ, cái con Siren Head này nó nhanh quá. Được rồi, bây giờ mình sẽ tỉa vào người con Siren Head để mình tiêu diệt nó trước, sau đó mình sẽ tấn công cái con mà nó vừa bắn ra cái con cá mập các bạn ạ, cái linh hồn cá mập ấy, nó khỏe cực kỳ luôn đấy. À, bình thường là chúng ta có thể né được cái chiêu cá mập của nó khi nó bắn ra, nhưng mà nó nhanh quá mình không kịp các bạn ạ. Đâu rồi, con đắc Siren Head ở đâu rồi nhỉ? Từ từ, đây kia, nó kia, nó chuẩn bị ra chỗ mình rồi. Cái con này đứng yên thì thôi kệ nó. Nó chưa đánh mình. Đây rồi. Mày chết. Rồi, thế là mình cho nó ăn no luôn. Đây rồi. Quái vật này, ăn trưởng đi. Nào, con chú nào thích đánh nhau đúng không? Ra đây lốt đi nào. Nào, bé đã xa để hết con lốt này, chín không? Cho nó ăn trưởng luôn nha. Wow. Ê, thả con sàn hết lốt ra rồi. Máy này, rồi xong luôn. Toàn là dưa hấu luôn con ạ. Toàn dưa hấu luôn. Lần này thì ngày hôm nay thì mình sẽ cho quỷ đầu loa ăn chay các bạn nhé. Cho quỷ đầu loa ăn chay luôn, nó khỏe không ăn thịt nữa. Wow, rồi xong luôn. Được rồi, hình như là mình nghe thấy âm thanh của con quỷ đầu loa nó ở trong nhà mình thì phải. Bây giờ mình sẽ đi vào trong cái căn nhà này. Chắc chắn nó có quỷ đầu loa trong nhà luôn. Đâu rồi đó, đâu ta? Từ từ. Đấy, các bạn thấy không? Nghe thấy âm thanh của Siren Head rồi đấy. Ôi, kia kìa anh em ơi, nó kìa. Đúng nó luôn, từ từ phải chạy ra ngoài, nó đang đứng im rồi. Nó đang đứng im các bạn ạ. Oh my god. Mình tưởng nó trộn. Ê, thôi, không chơi. Oh my god, chạy, từ từ anh em ơi. Ôi, nó ăn thịt mình mất. Ai, trời ơi, nó ăn thịt mình luôn rồi. Con này nhanh thế. Con này nó còn bé mà sao cái tốc độ di chuyển của nó nhanh thật các bạn ạ. Ui, đây này. Mày này con, ăn được đi. Hôm nay cho mày ăn tay nhá. Ô, con này trâu thế nhỉ? Nó con bé mà sao nó khỏe thế? Máu của nó rất là mạnh luôn đấy các bạn ạ. Đây rồi, một con đang tiến về phía mình. Nhưng mà tình hình là con đắt xài hết kia, sao nó tốc độ chạy nhanh thế nhỉ? Nó còn bé mà nó đã chạy nhanh thế. Wow, các bạn ơi, mình cho nó ăn toàn dưa hấu vào mặt luôn. Bây giờ mình sẽ chạy ra bên này. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ sử dụng cái súng dưa hấu thôi nhá.
bởi vì ngày hôm nay mình chỉ cho con sai hết ăn chay thôi, mình không muốn nó ăn thịt mình nữa. Đây đây đây, đã sai hết rồi, từ từ bây giờ chúng ta phải đánh con sai hết trước. Con này tưới chúng đạn mình mấy phát là không chết. Ok bạn, cuối cùng nó đã tèo rồi nha. Đây rồi, hai bé ra đây đúng rồi, mình phải lừa nó vào cái hòn đá này để chặn nó lại. Mày ra đây, mày bị kẹt ở đây rồi. Wow, bắn ra dưa hấu mà chả nhìn thấy cái quái gì cả, nhìn không trúng nó hay sao ấy. Nó vướng cái tảng đá này cho nên là không trúng. Đâu, đây rồi, đây rồi, đây. Mày này, đầu loa này, đầu loa này, rồi ok các bạn, đã chết. Yeah, nó đi rồi anh em ạ. Cái mình đang băn khoăn là cái con vườn, cái con quỷ đầu loa mà, con quỷ đầu dìu ấy. Nó bắn ra, à, ua, vẫn còn con quỷ nữa này. Trời, nó đứng đây từ lúc nào đây? Mình không hiểu luôn, từ từ ra hỏi thăm nó. Hello. Ui, mày toàn à, dưa hấu nhá. Thì là cái quả dưa hấu này khi nó bắn ra cái khẩu tên lửa này các bạn này, thì là nó bị gọt vỏ luôn rồi. Đấy, các bạn nhìn cái ruột đỏ đỏ đằng trong chưa? Đấy. Wow. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái con quái vật quỷ đầu dìu vừa rồi nhá. Nó tấn công mình xong rồi nó chạy đâu rồi ấy. Không biết ở đâu rồi. Đi tìm nó thôi. Ở đâu rồi ta? Cái con quỷ đầu dìu này, bạn nào biết về lai lịch của nó thì các bạn hãy comment phía dưới cho mình biết nhé. Mình không biết là con quỷ đầu dìu này nó kiểu như nó xuất phát từ đâu luôn đấy. Chứ chắc chắn là quỷ đầu dìu này và quỷ đầu loa nó là một rồi. Chắc là anh em song sinh hoặc là anh em gì đấy các bạn ạ. Anh em cô gì chú bác này. Chắc chắn là dòng họ của nó thôi. Biết nó đang ở đâu rồi. Đây rồi, nó xuất hiện rồi. Chính là nó. Được rồi anh em. Chính là nó đây rồi. Wow. Bây giờ mình phải thử thách làm sao mà để né được cái chiêu thức của nó mới là giỏi đây này. Nó bắn kiểu gì mà nó bắn xuyên qua quả cây luôn các bạn ạ. Chính tỏ là cái con cá mập thần trưởng này của nó ấy là nó bắn xuyên qua cả cây, cả nhà, cả đá luôn. Kinh thật. Đâu rồi? Nó kia đúng không? Đúng rồi, nó kia. Đây 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 đây. Ừ, đây nó đây nào bạn này. Đấy. Mình sẽ dùng phép thuật để mình lôi ra. Đây, mình nhấc nó lên rồi. Cái phép thuật này của mình chỉ có khống chế được nó thôi. Wow. Không thể lé được chiêu của nó luôn. Nó mạnh quá các bạn ạ. Đây này. Wow. Ui, cá mập thần trưởng. Nó bắn kinh thật các bạn ạ. Nó bắn như kiểu là trưởng rồng ấy. Nhưng mà đây không phải là rồng mà nó còn cá mập. Vai trưởng ạ. Từ anh em bây giờ chúng ta. Ôi ôi. Đây là làm cách nào để lé được cái chiêu của nó nhỉ. Nó bắn xuyên qua cây luôn. Được rồi. Mình sẽ tiếp cận các bạn nhìn ra. Trời đất răng rung chuyển luôn này. Cái con này nó bé bé mà sao nó mạnh thế nhỉ. Quỷ đầu dìu như nó mạnh hơn cả. Ôi ôi. Các bạn thấy không? Nó chỉ cần gọi là đánh hơi được mình một tí thôi. Nó xông ra nó ăn thịt mình luôn rồi. Ba trưởng ạ. Một cái trưởng lực của nó hàng mấy chục con đấy. Hàng trăm con cá mập nó bay ra ấy các bạn ạ. Nhưng mà tại sao gọi là quỷ đầu dìu ta? À đúng rồi. Con này là con cá mập búa. Thế thì nó phải là con quỷ cá mập búa rồi. Quỷ đầu cá mập anh em ạ. Đúng rồi, quỷ đầu cá mập búa. Các bạn thì nhớ chưa? Đây chính là con cá mập búa đấy. Nó bắn cái trưởng của nó ra là con cá mập búa chứ không phải là dìu đâu. Thực ra thì chúng ta có thể gọi búa với dìu cũng được, nhưng mà dìu thì nó khác búa một tí các bạn nhé. Dìu với búa thực ra nó cũng kiểu như nó cũng la giống nhau đấy, nhưng mà dìu thì thường thường là người ta sẽ kiểu như người ta sẽ chặt cây, chặt gỗ ấy. Còn đâu búa là nó theo cái kiểu xu hướng là giống như là đập gạch các bạn ạ. Đập gạch hoặc là đập đá ấy các bạn. Hoặc là đập nhà ấy thì gọi là thì hay người ta hay sử dụng búa. Còn dìu là chúng ta chỉ có còn kiểu như là để chặt cây thôi. Cho nên là thực ra thì nó cũng không giống nhau cho lắm. Cho nên là mình phải gọi đây là con quỷ đầu cá mập búa thì đúng hơn. Quỷ đầu búa, nếu mà chúng ta gọi tắt thì chúng ta sẽ gọi là quỷ đầu búa nhá. Còn thực ra ấy, nó là linh hồn của cá mập. Đúng rồi, vai trưởng thật. Đấy bạn thấy không? Nó bắn mình từ nãy mà mình không chạy luôn. Chính tỏ là cái sức mạnh của con này nó bắn rất dính luôn các bạn ạ. Được rồi, bây giờ mình sẽ điều khiển một cái quả tên lửa này mình tỉa nó nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vào trong cái hòm súng của mình để mình triệu hồi ra một cái quả tên lửa đây rồi. Mình nghĩ là trong trường hợp này chúng ta phải câu tên lửa thôi, chứ còn nếu mà tiếp cận gần thì nó là chết. Ok, bắn luôn, khai hỏa nhé. Rồi, bay lên. Ok, tìm mục tiêu. Đâu rồi, nó đâu rồi. Ôi, what the hell, nó đâu rồi ta? À đây rồi, nó đây rồi nhé. Mày này. Wow. Mình cho nó một quả là nó đi luôn rồi các bạn ạ.
Thế là mình đã tiễn nó về chầu trời rồi nha các bạn. Ok, xám luôn cả cái nhà luôn, đen xì luôn này. Đấy, thôi, mình sẽ nghĩ là mình khá là dài cái video rồi ấy. Thì cảm ơn tất cả đã xem hết cái video này đến giờ phút cuối nha. Cảm ơn tất cả đã xem. Các bạn nhớ đăng ký kênh Nam Dũng của mình và nói chung là các bạn đăng ký cả hai kênh cho mình nha. Cảm ơn tất cả đã xem và các bạn nhấn vào chuông ấy để nhận cái thông báo video mới nhất của mình. Bye bye các bạn. Đấy, kênh Nam Dũng thì mình sẽ đăng cả game cả vlog lên nha. Nói chung là những cái video giải trí thú vị cho bạn xem ấy. Rất mong các bạn ủng hộ mình nhé. Bye bye tất cả các bạn. Yêu tất cả các bạn nha. Bye bye.